Đang đi xe điện lên cục lũng cú nha các bạn. Ôi trời, thời tiết rất là lạnh. Rất là phê nha các bạn. Cung đường rất là quanh co. Tay lúa, tay lái của bác Tài rất là vững. Bắt lại từ đây tới cục cờ bao xa bắt lại? Từ đây tới cục cờ 1000m nghe các bạn. Là một cái số đó. Con đường lên là quen con. Con đường mình đang đi lên này các bạn. Rồi. Rồi. Bên kia là cái chùa Trấn Quốc đang xây dựng nha các bạn. Bên kia là các bạn thấy cái xe máy đang lao lên vun vút không? Cái con đường của mình lên là rất là đại nè. Ồ, chỗ này không có gương thấy xe trên. Phê quá, quá phê. Đấy, các bạn thấy phía trước trên đó, đó là cái cờ đồng cứu là đó. Mình sẽ lên trên nút trên đó. Con đường này lên rất là do mốt nha các bạn. Đây. Khi đi là hết mình, khi về là hết tiền. Wow, chúng ta đã đến được cái chân chân núi của cục cờ Long Cú rồi. Mình đã đến cái cục cờ Long Cú. Bây giờ mình sẽ đi mua vé bên này nè. Qua đây mình sẽ mua vé rồi mình sẽ lên cái đường bên này, lên phía trên đấy, rồi cái cục cờ phía trên kia. Để mình lên được cái cục cờ phía trên này thì mình phải băng qua 200 mấy chục cái bậc thang phía trên này. Đây 279 bậc thang đã lên tới cục cờ Lũng Cú. Cái cục cờ Lũng Cú này nó cao 33,15m. Cái lá cờ nó rộng 54m², tương đương với 54 dân tộc Việt Nam. Nó rộng khoảng 6m và dài khoảng 9m. Đây là cái công viên địa chất toàn cầu, công viên đá Đồng Văn, cụm di sản thạch đá cổ xí Mãng Kha và núi Lũng Cú. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên cục cờ Lũng Cú nha các bạn. Đây, mình sẽ leo lên cây này. Rộng hơn bên cái bậc thang leo lên cái cục cờ bên Phan Xi Păng. Cao đấy, không đùa được đâu. Đường leo lên khá là dốc nha các bạn. Nhưng mà bên này thì hôm nay thì không có sương mù. Bên này có cái vị trí hóa thạch của bọ Ba Thì. Bên kia. Đấy, cái vị trí này nè. Vị trí này hóa thạch nè. Tập thể lực để lên núi. Muốn lên được lá cờ thì phải chịu vất vả một xíu nha. Thank you.
càng lên cao càng lạnh. Thì cái cánh đồng này có mang tên là cánh đồng Hèn Bả. Trên các xã huyện Đồng Văn duy nhất chỉ có cánh đồng này nó có diện tích lớn nhất thôi. Nó có diện tích hơn 10 ha. Nó bao trọn ngọn núi Rồng, nơi nhà nước xây dựng quân cờ. Và đứng ở vị trí này, mình hướng mắt sang phía bên kia cánh đồng, ở vị trí lưng chừng núi, anh chị sẽ quan sát đến một ngôi nhà có mái lợp ngói đỏ, có phải không ạ? Vâng, thì bên đó đang xây dựng công trình đền thờ cụ Lý Thường Kiệt. Thay xây dựng công trình đền thờ cụ Lý Thường Kiệt ở đây để tưởng nhớ đến công ơn của cụ. Nhờ cụ đã cắm lá cờ trên đỉnh ngọn núi này, cùng với sự đấu tranh của quân và dân ở nơi đây, mảnh đất này luôn được giữ. Và đứng ở vị trí này, anh chị hướng mắt sang phía bên tay phải, hướng tay của em chị này. Dãy núi đầu tiên đây vẫn là của nước Việt Nam ta anh chị nhé. Có màu, mình nhìn rõ hơn có phải không ạ? Thì vẫn là của nước Việt Nam ta. Nhưng dãy núi thứ hai có mờ mờ đấy ạ. Thì đó chính là dãy núi của nước Trung Quốc. Dưới thung lũng đó có dòng sông Nho Quế ngăn cách nước Việt Nam và nước Trung Quốc. Đây chính là biên giới sông tại Sơn Cú. Và đứng ở vị trí này, anh chị hướng mắt sang phía bên tay phải, hướng tay của em chị này. Ở vị trí lưng chừng ngọn núi hình chóp nón, anh chị quan sát thì có một công trình đang thi công có phải không ạ? Thì lưng chừng ngọn núi hình chóp nón đó thì đang xây dựng công trình chùa Lũng Cú. Đây là công trình xã hội hóa. Công trình chùa Lũng Cú và công trình đền thờ cụ Lý Thường Kiệt đều là công trình xã hội hóa. Và thưa tất cả các anh chị trong đoàn, cột cờ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và nơi khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chứ không phải là điểm cực bắc của đất nước Việt Nam ta. Mà điểm cực bắc của đất nước Việt Nam ta cách cột cờ là 4 km đường bộ và 2 km đường chim bay. Nó đằng sau cái ngọn núi hình chóp nón nơi xây dựng chùa Lũng Cú kia. Mà điểm cực bắc không nằm trên đất liền, mà điểm cực bắc nằm trên đường phân thủy dưới dòng sông Nho Quế. Vâng, vậy thì bây giờ em mời... Dạ vâng ạ, dãy núi đầu tiên đây có ruộng bậc thang đấy ạ, vẫn là của nước Việt Nam ta. Nhưng dãy núi thứ hai mờ mờ. Vâng, đúng rồi, dãy núi thứ hai đằng sau đấy ạ. Vâng, đúng rồi, đó chính là dãy núi của nước Trung Quốc rồi. Vâng, thì bây giờ em mời canh các chị tiếp tục di chuyển lên trên đỉnh núi này. Em sẽ chỉ cái đường biên giới bộ thì mình sẽ quan sát rõ hơn. Đâu đỉnh núi nào là của Trung Quốc em? Dãy núi thứ hai mờ đấy ạ, là của nước Trung Quốc ạ. Rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Giới thiệu như vậy thì đi đường anh chị sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn. Thật đấy. Hướng ngay đi ra phía đằng này đấy ạ. Được chưa? Em mời tay các chị trong đoàn đi đây. Đi cho anh cái phố này. Em mời tay các chị trong đoàn đứng trên những bậc thang thứ 2 và thứ 3 này, vừa nghỉ ngơi vừa nghe em giới thiệu. Ở vị trí này anh chị sẽ quan sát rõ nhất đường biên giới sông và biên giới bộ tại Sơn Phú. Anh chị có cảm thấy mệt nhiều không? Anh chị trong đoàn đã tập trung hết ở đây chưa ạ? Em mời các anh chị trong đoàn tập trung ở đây một chút. Em giới thiệu đôi nét về vị trí địa lý cũng như lịch sử hình thành cột cờ quốc gia Lũng Cú. Sau đó em sẽ mời anh chị trong đoàn di chuyển lên trên sàn hay cờ để tham quan lá cờ sau. Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến anh chị trong đoàn. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Hòa và là thông minh viên tại Điểm Du lịch Quốc gia Cột Cờ Cú. Hôm nay em rất vui và vinh dự khi là người đồng hành cùng với anh chị trong chuyến thăm quan này. Và thưa anh chị trong đoàn, nơi đoàn chúng ta đang dừng chân đây chính là chân cột cờ Lũng Cú trên đỉnh ngọn núi Rồng thuộc thôn Hèn Bả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn là 24 km và cách trung tâm thành phố Hà Giang 154 km. Và nơi đoàn chúng ta đang dừng chân đây không phải là nơi cao nhất của đất nước Việt Nam mình, nhưng đây lại là nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc, nơi mà bất kỳ một người con đất Việt nào cũng mơ ước một lần được đặt chân đến. Và thưa anh chị trong đoàn, cột cờ xây dựng trên đỉnh ngọn núi Rồng này cách biên giới Việt Trung 300m đường chim bay vị trí gần nhất và 2 km đường bộ ạ. Và tại Sơn Cú có 16 km đường biên giới, trong đó có 8 km đường biên giới là đường sông và 8 km đường biên giới là đường bộ. Và em mời anh chị trong đoàn hướng mắt theo phía tay của em chị đây. Chính tại cái vị trí này, thẳng qua khe núi hướng tay của em chỉ nhé, xuống phía bên dưới hẻm núi đấy, chính là nơi mà dòng sông Nho Quế nó chảy từ đất nước Trung Quốc đổ vào đất nước Việt Nam ta điểm đầu tiên, sau đó chảy
vàng. Thì bên này sông là của nước Việt Nam, nghĩa là dãy núi đầu tiên đây vẫn là của nước Việt Nam ta. Nhưng dãy núi thứ hai mà mờ có ngôi nhà màu trắng khoảng 3-4 tầng gần trên đỉnh núi, đó chính là dãy núi và ngôi nhà của nước Trung Quốc. Dưới thung lũng đó là dòng sông Nho Quế, nó ngăn cách nước Việt Nam và nước Trung Quốc, đây chính là biên giới sông. Thế nhưng anh chị trong đoàn lại chú ý một xíu thôi, là thẳng qua khe núi này xuống phía bên dưới hẻm núi hắt về phía bên phải tính biên giới sông. Nhưng thẳng qua khe núi này xuống phía bên dưới hẻm núi hắt về phía bên trái tính biên giới bộ. Biên giới bộ anh chị lại hướng mắt xuống phía dưới chân núi, anh chị sẽ quan sát một con đường rải nhựa có phải không ạ? Con đường rải nhựa này nó sẽ vắt ngang qua sườn núi đằng kia hướng tay của em chị kìa, kéo dài khoảng 2 km đến chỗ đất sạt đằng kia, chính là đằng sau ngọn đồi hình bát úp. Anh chị quan sát rõ phải không ạ? Đây chính là con đường cục của nước Việt Nam. Nhưng ở bên trên con đường cục của chúng ta ở vị trí eo núi, anh chị quan sát thấy có một chỗ nhìn trắng trắng như cái sân có phải không ạ? Đó chính là con đường cục của nước Trung Quốc. Tại đây chúng ta và nước Trung Quốc không làm con đường giao nhau mà chỉ làm con đường cụt như thế này thôi. Và khoảng giữa của hai con đường này có cột mốc ngăn cách nước Việt Nam và nước Trung Quốc. Đây chính là biên giới bộ tại xã Lục Hú. Và thưa anh chị trong đoàn là như thế này, chỉ tại xã Lục Hú thì dòng sông Nho Quế nó trở thành biên giới tự nhiên giữa ta và nước Trung Quốc thôi. Còn khi nó chảy sang địa phận xã khác thì sẽ lại phải xem địa lý hành chính của xã đó nó có phải là biên giới hay không. Và chứ không phải lúc nào nó cũng là biên giới, tại vì nó liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Ví dụ như khi mà sang bên kia đèo Mã Pì Lèng đấy ạ, còn bao nhiêu bên kia đèo Mã Pì Lèng đến bên kia dòng sông, còn bao nhiêu là bao nhiêu ngọn núi nữa, vẫn là một nước Việt Nam ta. Và thưa anh chị trong đoàn, khi em giới thiệu rằng biên giới Việt Trung còn cách cột cờ là 2 km đường bộ, thì chắc hẳn anh chị cũng sẽ thắc mắc một điều rằng tại sao nhà nước không xây dựng cột cờ tại một vị trí ngọn núi khác nó gần với biên giới Việt Trung hơn, mà lại xây dựng ngay trên đỉnh ngọn núi rồng này cách biên giới Việt Trung 2 km, mà ngọn núi này không phải là cao nhất ở khu vực này có phải không ạ? Vâng, thưa anh chị trong đoàn, nhà nước ta quyết định xây dựng cột cờ trên đỉnh ngọn núi rồng đều là có lý do cả. Vì nhà nước ta dựa lịch sử và dựa phong thủy. Em xin giới thiệu lý do thứ nhất là dựa lịch sử, là tiền thân cột cờ Lục Hú của chúng ta ngày nay đây thì đã có từ thời Lý rồi. Khi xưa Thái úy Lý Thường Kiệt hội quân trấn ải vùng đất biên kỳ này thì có cho cắm một lá cờ trên đỉnh ngọn núi rồng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ đất nước ta. Chính vì vậy vùng đất này trải qua rất nhiều năm tháng lịch sử cùng với sự đấu tranh của quân và dân ở nơi đây, mảnh đất này luôn được giữ vững. Còn cột cờ hiện tại của chúng ta ngày nay đây ạ, thì được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 3 năm 2010 và được hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2010 ạ. Cột cờ thì có tổng chiều cao là 34,85m, lá cờ có chiều dài 9m, chiều rộng 6m, tổng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam mình. Và thưa anh chị trong đoàn, khi nhà nước ta xây dựng công trình cột cờ Lục Hú này thì chủ yếu là vận dụng đá ở trên huyện Đồng Văn thôi, bởi vì ở trên Đồng Văn ấy thì được mệnh danh là cao nguyên đá. Thế nhưng tất cả mặt lát ở phía bên ngoài, anh chị quan sát thấy đây thì nhà nước ta lại vận chuyển đá từ bên núi Nhồi Thanh Hóa sang, bởi vì đá trên Đồng Văn này là đá cổ, trong cái quá trình cắt xẻ thường bị vỡ vụn. Chính vì vậy chỉ có thể sử dụng để xây dựng thông thường thôi, chứ không thể sử dụng để bốc lát được. Và lý do thứ hai, nhà nước ta quyết định xây dựng cột cờ trên đỉnh ngọn núi rồng này mà không xây dựng ở một vị trí ngọn núi khác cao hơn là dựa vào phong thủy. Thì như em có giới thiệu với anh chị rằng ở dưới chân của ngọn núi này có một cánh đồng có diện tích lớn nhất trên các xã huyện Đồng Văn có phải không ạ? Giữa cánh đồng nhô lên ngọn núi rồng nơi nhà nước ta xây dựng cột cờ thì nó sừng sững hiên ngang như che chở phong ba bão táp dân làng. Thế nhưng cái điều đặc biệt ấy ạ, ở hai bên chân của hai ngọn núi này có hai hồ nước ngọt không bao giờ cạn. Thì một hồ nước ở ngay phía bên phải đường tay của em chị này là hồ của làng người dân tộc Lô Lô, chính là ngôi làng có khoảng 100 nóc nhà hướng tay của em chị phía bên kia. Còn một hồ nước đối xứng ở phía bên trái của chúng ta là hồ của làng người dân tộc Mông. Một lát nữa anh chị di chuyển lên trên sàn hay cờ, anh chị sẽ quan sát thấy hai cái hồ nước ngọt này đối xứng qua ngọn núi rồng và nó không bao giờ cạn. Và người ta nói rằng ở một nơi tiền tiêu của đất nước mà có một vị thế đẹp như vậy thì người ta gọi là đắc địa và nó phù hợp để xây dựng những công trình lớn. Chính vì vậy nhà nước đã dựa lịch sử, dựa vào phong thủy thì quyết định xây dựng cột cờ trên đỉnh ngọn núi này chứ không xây dựng ở một vị trí ngọn núi khác cao hơn.
Vâng, vừa rồi em có giới thiệu với anh chị đôi nét về vị trí địa lý cũng như lịch sử hình thành cột cờ quốc gia Lũng Cú. Một lần nữa em xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến anh chị trong đoàn và chúc anh chị có một chuyến tham quan vui vẻ, thường vụ bình an. Bây giờ thì em mời các anh chị trong đoàn mình tự do tham quan thôi. Vâng, anh chị sẽ theo hướng này. Lên trên cây cột cờ, trên cột cờ nhé. Đứng lên chị ơi. Ồ, không có chỗ nghỉ chân không ta? Tôi đến chỗ cực bếp đi. Bác xa không? Một cây không? Trên đỉnh của cột cờ Lũng Cú luôn các bạn, khá là đẹp. À, phía bên xa kia đang có công trình đang xây dựng các bạn. Đây. À, phía bên này cũng có công trình đang xây dựng các bạn. À, đó, chất đó. Giờ mình sẽ đi xuống ở dưới nha. Đi vô trong cái thang xoắn để lên cái cột cờ này khá là cao, cao hơn 33 mét. Rồi đi chơi vòng xoắn ốc. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đâu, chụp lại cho anh ấy nữa xem nào. Chụp. Không có góc nào. Con đường này xuống khá là đẹp nha các bạn. Đây là bậc đá làm toàn là đá xanh không. Thank you.
Bây giờ mình sẽ đi ra xe điện. Khung cảnh ở đây khá là đẹp. Phụ lọ thấp thôi cho nè.